Không chỉ Đặng Thu Thảo đẹp xuất sắc sau khi sinh con, ngắm dàn mỹ nhân Việt xinh như mộng mới thấy ngưỡng mộ. Mới đây trên Instagram, Hoa hậu Đặng Thu Thảo bất ngờ đăng tải hình ảnh đầu tiên sau thời gian ở ẩn sinh con. Trong chiếc váy dáng suông, người đẹp họ Đặng khéo léo khoe thân hình nuột nà sau sinh khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Theo đó, dù mới lâm bồn hơn một tháng, Đặng Thu Thảo đã rất nhanh lấy lại vóc dáng như thời con gái. Việc lấy lại thân hình chữ S chỉ sau thời gian cực ngắn của bà mẹ một con gây bất ngờ lớn. Vóc dáng thon gọn như thời son rội của Đặng Thu Thảo sau một tháng sinh con. Được biết, Hoa hậu Việt Nam 2012 sinh tiểu công chúa vào ngày 20 tháng 3. Sau 3 ngày nằm viện, Đặng Thu Thảo xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ. Tuy nhiên, Đặng Thu Thảo không phải là mỹ nhân Việt duy nhất lấy lại được vóc dáng thon gọn sau sinh. Trước đó, làng giải trí Việt có rất nhiều người đẹp sở hữu thân hình nuột nà chỉ sau vài tháng nằm mổ như Tăng Thanh Hà, Minh Hà, Thu Thủy. Rút lui khỏi làng giải trí và bước vào cuộc sống hôn nhân với doanh nhân Lô Yêu Trần vào năm 2012, Tăng Thanh Hà khiến công chúng không khỏi tiếc nuối khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Người đẹp rời bỏ hào quang showbiz để đảm nhận thiên chức làm mẹ. Từ khi lập gia đình, người đẹp họ Tăng ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Cô chỉ đăng tải hình ảnh hoạt động trên trang cá nhân. Sau khi sinh con đầu lòng, ngọc nữ điện ảnh Việt tiếp tục mang bầu lần hai, hạ sinh tiểu công chúa. Nữ diễn viên rất nhanh lấy lại cơ thể thời con gái. Để có ngoại hình không mở thừa như vậy, Hà Tăng cho biết cô phải duy trì chế độ ăn gạo lứt thay cơm trắng ngay trong lúc mang thai. Sau sinh, mỹ nhân họ Tăng cũng sớm quay lại công việc và tập luyện yoga kết hợp chế độ ăn uống nghiêm khắc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khán giả không khỏi xót xa trước thân hình cò hương của nữ diễn viên mỹ nhân kế. Trong bộ đồ màu xanh, người đẹp lộ vẻ ngoài sơ sát, gương mặt kém sắc thiếu sức sống. Dường như cân nặng của nữ diễn viên ngày càng sa sút kể từ khi làm mẹ hai nhóc tì. Minh Hà, bà mẹ bốn con, sở hữu thân hình nhiều cô gái phải mơ ước. Không chỉ nổi tiếng là bà mẹ sinh con nhiều nhất showbiz, Minh Hà còn khiến hàng triệu cô gái ghen tị bởi vóc dáng trẻ trung như gái đôi mươi. Dù trải qua 4 lần sinh nở, nhưng ở thời điểm hiện tại, nhan sắc và vóc dáng của Minh Hà vẫn khiến nhiều chị em phát hờn. Bà xã Lý Hải cho biết khi sinh bé thứ tư, cô đã giảm được 10kg chỉ sau 2 tuần mà không phải nhờ tới bất kỳ sự can thiệp nào. Bí quyết giúp cô lấy lại thân hình thon gọn là cho con bú hoàn toàn. Trong thời gian mang bầu, Minh Hà cũng không kiêng cự quá nhiều, nhưng ăn đúng khoa học, nhiều chất xơ, giảm chất béo. Thay vì uống nước lọc, bà mẹ bốn con uống nước cam hoặc pha nước chanh mật ong và kết hợp nhiều biện pháp làm đẹp như xông hơi, massage vùng bụng. Mặc dù bận rộn lo công việc và chăm sóc con cái, nhưng Minh Hà vẫn dành thời gian cho bản thân. Ngắm nhìn những hình ảnh của hot girl một thời đình đám, khó có thể tin Minh Hà đã hơn 30 tuổi và là mẹ của bốn nhóc tì đáng yêu. Trước đó, Thu Thủy cũng khiến fan khiếp vía khi lấy lại thân hình nuột nà chỉ sau một thời gian ngắn. Chỉ sau 4 tháng, nữ ca sĩ giảm từ 60kg xuống còn 46 và không thua kém bất kỳ người đẹp trong showbiz nào. Khi mang thai, mai da tăng cương chóng mặt với áp lực của người làm nghệ thuật, 4 tháng sau đó, người đẹp giảm 32kg và lọt vào danh sách sau việc giảm cân thần tốc. Hiện tại mai da sở hữu vóc dáng vạn người mê. Phương Mỹ Chi lại bị tố đi trễ 2 tiếng đồng hồ, thái độ chảnh chọe. Phương Mỹ Chi tiếp tục bị nhiều cộng đồng mạng tố đến trễ hơn 2 tiếng và có thái độ chảnh chọe. Chỉ mới 15 tuổi, Phương Mỹ Chi đã có một lượng fan hùng hậu, kiếm được rất nhiều tiền để phụ giúp gia đình nhờ vào giọng hát dân ca ngọt lịm của mình. Tuy nhiên, nổi tiếng quá bất ngờ, mọi hoạt động của Phương Mỹ Chi đều nhận được sự quan tâm, chú ý từ đông đảo khán giả. Có lẽ việc đối mặt với áp lực thành công từ sớm đã khiến cuộc sống của cô bé bị đảo lộn hoàn toàn. Mới chỉ gần 4 năm bước chân vào showbiz, Phương Mỹ Chi liên tiếp dính phốt khiến hình ảnh đẹp của mình ngày nào đang dần mất điểm trong mắt người hâm mộ. Vào chiều 3 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Hương Lan họp báo một chương trình âm nhạc. Tại đây, Phương Mỹ Chi bị nhiều cư dân mạng tố đến trễ hơn 2 tiếng và có thái độ chảnh chọe. Ngay sau đó, chúng tôi đã liên lạc với ekip của Phương Mỹ Chi để có thể hiểu rõ hơn về những thông tin trái chiều. Đại diện Phương Mỹ Chi cho biết, việc đến trễ họp báo là chuyện xảy ra không ai lường trước được. Do đang đi học và được thầy Quang Lê mời đến họp báo, nên Phương Mỹ Chi phải học xong mới có thể đến tham dự. Còn việc có thái độ chảnh chọe thì đại diện Phương Mỹ Chi xin phép không đưa ra câu trả lời. Vì đối với ekip, việc thái độ sống của chị Bảy trước giờ như thế nào, mọi người đều có thể cảm nhận được. Trước đó không lâu, Phương Mỹ Chi nhận nhiều ý kiến trái chiều cho rằng
Ở tuổi 15, cô bé nên lo học hành thay vì có bạn trai quá sớm. Tuy nhiên, không để bị hiểu lầm, Phương Mỹ Chi nhanh chóng lên tiếng khẳng định hình ảnh đăng tải chỉ là giỡn đùa vui giữa bạn bè với nhau. Lê Phương tiết lộ khóc nhiều vì nhớ về chồng cũ khi đóng phim. Nữ diễn viên cho biết vai Hương trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ đã khiến cô khóc rất nhiều. Khi đóng phim, bao nhiêu ký ức buồn về quá khứ với Quách Ngọc Ngoan bỗng ập về. Lê Phương vừa hoàn thành vai diễn trong bộ phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ. Nói về nhân vật của mình, nữ diễn viên háo hức cho biết, đây là vai diễn tôi kỳ vọng và đặt nhiều tâm sức nhất. Đồng thời lấy đi không ít nước mắt, thời buổi làm phim mì ăn liền khiến diễn viên phải đóng những phim mình không thích và cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu với mọi người. Nhưng với phim này tôi có thể tự hào khoe với khán giả. Nữ diễn viên kể vai Hương có cuộc đời với nhiều nỗi đau bi kịch về tình yêu, hôn nhân như chính bản thân mình. Vì vậy khi bước vào những phân đoạn tâm lý, độc thoại của nhân vật, Lê Phương tưởng như đang nói với chính mình, nên không thể ngưng được cảm xúc. Tôi đã chờ anh ấy cả đêm, tôi trông chờ một phép lạ để anh ấy trở về, nhưng rốt cuộc anh ấy không về. Có lẽ tôi quá ngu, con đã không biết làm gì, chỉ ở trong phòng khóc một mình. Lúc đó mẹ ở đâu làm gì, mẹ chỉ ủng hộ anh ta đến với người đàn bà khác, là những câu thoại khiến Lê Phương xúc động nhất. Nữ diễn viên kể mỗi khi kết thúc cảnh quay, cô cảm thấy nặng nề, bi quan, bởi nhớ lại quá khứ đau buồn với chồng cũ Quách Ngọc Ngoan. Tôi không thể ngưng lại cảm xúc đó, nó khiến tôi từ một người sống lạc quan trở thành bi quan. Tôi đã khóc rất nhiều cho nhân vật và cho cả bản thân mình, cô nói. Đóng cặp với Lê Phương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ là Hoàng Anh, cả hai từng hợp tác trong nhiều phim và chơi chung 10 năm qua nên không gặp bất cứ khó khăn. Ngay cả những phân đoạn tâm lý nặng, cả hai cũng không cần tập diễn trước hay bàn bạc nhiều. Lê Phương tiết lộ, chỉ cần ánh mắt nhìn nhau chúng tôi đã biết đối phương nghĩ gì, từ đó tung hứng hợp lý. Gạo Nếp Gạo Tẻ được chuyển thể từ bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc, Quang Family. Biên kịch Hoàng Anh cho biết mất một năm mới hoàn thành kịch bản. Từ lời thoại, bối cảnh đến các tình tiết trong phim cũng được gọt sạch mùi kim chi. Thay vào đó là phong vị của một bộ phim gia đình Việt Nam. Khán giả xem phim sẽ thấy ở gia đình bà Mai, ông Vương, chất đặc trưng của gia đình gốc Bắc. Biên kịch này nói thêm, đạo diễn Thạch Thảo chia sẻ những hình ảnh trong phim được ekip chăm chút từng chi tiết nhỏ. Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần từ ngày 7 tháng 5. Mai Tài Phến và Hương Tràm lại tình tứ sau khi xác nhận chia tay. Thầy giáo Mưa và nữ ca sĩ chính ít tay trong tay dự sự kiện ra mắt đoàn phim Em Gái Mưa phiên bản điện ảnh. Chiều ngày 3 tháng 5, Mai Tài Phến và Hương Tràm cùng xuất hiện tại buổi ra mắt đoàn phim Em Gái Mưa ở thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai mặc trang phục tông trắng tươi cười khi đứng trước ống kính. Đây là lần đầu cặp đôi dự sự kiện sau khi tuyên bố chia tay sau một tháng hẹn hò. Hương Tràm khoát tay, không ngại thể hiện sự gần gũi bên thầy giáo Mưa, trả lời về nghi vấn tái hợp sau khi chia tay. Cả hai khẳng định chỉ là bạn tốt của nhau. Mai Tài Phến từng chia sẻ, anh khâm phục và trân trọng ca sĩ 9X vì tài năng bản lĩnh trong nghề nghiệp cuộc sống. Lý do cả hai không tiếp tục mối quan hệ tình cảm, theo anh là cả hai còn trẻ, cần nhiều thời gian phấn đấu cho sự nghiệp. Tuy chia tay, anh kể cả hai vẫn gặp nhau, Hương Tràm còn đến đoàn phim thăm mọi người. MV Em Gái Mưa đến nay đã đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube. Hóa thân vào vai thầy giáo, Mai Tài Phến nhanh chóng được khán giả biết tới và yêu thích. Trước đó, chuyện tình một tháng của Mai Tài Phến và Hương Tràm đã được trấn thành bật mí trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Là chủ nhân của bản hit đình đám, nhưng Hương Tràm không được đạo diễn Cao Quay Tuấn Anh mời đóng nữ chính. Nam đạo diễn tiết lộ đã mời Hương Tràm đến casting, nhưng cô diễn xuất không tốt. Hơn thế, cô còn chín chắn hơn nhiều so với lứa tuổi của vai diễn. Vai chính trong phim dành cho diễn viên Thùy Linh. Dàn diễn viên trong phim Em Gái Mưa có sự tham gia của quán quân Cười Xuyên Việt 2017 Hồng Thanh, Trang Hí, Tiến Vũ. Theo đạo diễn, vai Em Gái Mưa ban đầu mời Thanh Vi, cũng là người đóng cặp với Mai Tài Phến trong MV, nhưng cuối cùng hủy hợp đồng để đóng phim Ghi. Hot Boy Đông Hồ của phim Tháng Năm Rực Rỡ cũng có mặt trong Em Gái Mưa. Nam diễn viên cho biết muốn có nhiều vai diễn thử thách tâm lý nhiều hơn. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 1 tháng 6. Loạt ảnh xấu xí không tượng của Nhã Phương, Harry Won và nhiều sao Việt đình đám. Nhiều diễn viên đã không ngại hy sinh vóc dáng hình ảnh cho vai diễn trong phim.
Trong Thám tử miệt vườn, Nhã Phương vào vai một cô gái phải sống lăn lộn bươn chải từ nhỏ và sa chân vào băng nhóm chuyên buôn bán phụ nữ, trở thành gái giang hồ. Cô chấp nhận làm xấu mình để đầu bù tóc rối cho giống những thành phần bất hảo trong xã hội. Nữ hoàng giao kéo Phi Thanh Vân khiến nhiều người phải kinh hoàng khi hóa thân vào một nhân vật xấu ma chêu quỷ hần trong phim Thẩm Mỹ Viện. Với làn da đầy mụn, hàm răng hô, kiểu tóc và gu thời trang thảm họa, Phi Thanh Vân đã hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc. Trong bộ phim Bóng Tối Rực Rỡ, Lê Khánh đảm nhận một vai diễn bị hủy hoại nhan sắc bởi chính mẹ của mình. Tạo hình trong phim này của cô khiến người xem phải rùng mình. Trong phim Trùm Cỏ, Hari Won vào vai nữ hoàng đầu gấu, do đó tạo hình của cô cũng rất bụi bặm và lì lợm. Thay bằng gương mặt thanh tú xinh đẹp là hình ảnh đen nhẹm xấu xí trên phim trường. Trong Âm Tính, Mai Phương Thúy không sợ làm xấu để có một vai diễn thành công. Trong phim Ngọc Trai, Ellie Trần hóa thân thành một cô bé ăn mày, chuyên sống bằng nghề trộm cắp ăn xin. Hình ảnh nữ diễn viên trong tình trạng lem luốc đen nhẽm và mái tóc đầu bù tóc rối được công chúng đánh giá cao về sự hy sinh cho nghệ thuật của cô. Quỳnh Nga hóa thân thành cô gái vừa vụng về vừa xấu xí với làn da đen nhẽm trong Lập Trình Cho Trái Tim. Xuất hiện rất ấn tượng trong vai Phượng Đê trong phim Không Chùng Bước, Kim Phượng đã khiến nhiều người sởn gai ốc vì chất anh chị với vai đồng tính nữ. Gương mặt lạnh lẽo vô hồn với mắt sắc lẹm và những tia máu đỏ, vai diễn Trần Tướng Quân của Khương Ngọc trong Thiên Mệnh Anh Hùng khiến người đối diện phải sởn gai ốc bởi ánh nhìn ma quái của một kẻ giết người không gây tay. Vào thời điểm bộ phim Cô Gái Xấu Xí được phát sóng, ngay cả những khán giả từng yêu mến nữ diễn viên Ngọc Hiệp cũng không thể nhận ra thần tượng khi cô xấu ngoài sức tưởng tượng. Trong Để Mai Tính, Thái Hòa hóa thân thành một gã BD, mặc đồ hoa hòe rực rỡ, trang điểm lòe loẹt ổng nghèo với cánh đàn ông. Minh Hằng khiến nhiều người bất ngờ và thán phục khi khoác lớp áo trang phục nặng 15kg trong phim Sắc Đẹp Ngàn Cân. Quỳnh Anh Xin vào vai một cô gái xấu xí có làn da đen nhẽm và luôn luôn gặp xui xẻo trong bộ phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi.